những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Harry xúc động vì được mẹ chồng bí mật đến thăm ở event. Harry Won vô cùng bất ngờ vì mẹ chồng không báo trước mà tự đến event của mình. Đã vậy còn lên phát biểu khiến cô bật khóc trước mặt rất nhiều người. Đã cưới nhau được 3 năm nhưng Harry Won và Trấn Thành vẫn khiến nhiều người ghen tị vì tình cảm cũng như sự chăm sóc nhiệt tình mà cặp đôi dành cho nhau. Tuy nhiên cũng không ít lần Harry Won bị trách móc là thờ ơ với nhà chồng, đặc biệt là nhiều dịp quan trọng như trong tiệc sinh nhật mẹ chồng hay sinh nhật Trấn Thành cô lại vắng mặt. Không để mọi người thất vọng về mình quá lâu, mới đây Harry đăng clip về mẹ chồng, đồng thời gửi những lời tốt đẹp tới người mẹ thứ hai này. Theo như Harry Won cho biết thì bình thường cô hay nói về bố mẹ ruột của mình, nhưng thực sự trong lòng lúc nào cũng rất ngưỡng mộ mẹ chồng. Chính mẹ chồng là người phụ nữ đã yêu thương và luôn truyền năng lượng cho cô trong cuộc sống. Bình thường Harry thường kể cho mọi người nghe về ba mẹ của Harry, về chồng của Harry nhiều rồi. Vì vậy hôm nay Harry sẽ kể cho mọi người về một người khác. Người này cũng là một người mẹ mà Harry rất yêu mến, đó chính là mẹ chồng của Harry, người phụ nữ đã đồng ý yêu thương Harry và luôn truyền năng lượng cho vợ chồng mình. Còn các bạn thì sao? Người phụ nữ luôn truyền năng lượng tích cực cho các bạn là ai? Trong clip mà Harry Won chia sẻ, mẹ chồng cô đã bí mật đến tham dự buổi ra mắt tự truyện của cô, đồng thời động viên và rất tự hào hãnh diện khi có người con dâu như Harry Won. Mẹ chồng Harry Won cho rằng, con dâu có được vị trí như ngày hôm nay, có được một người thương đã may mắn, vậy mà được nhiều khán giả yêu thương thế này, thì bà mong rằng cô ráng sống làm sao cho đúng với tình cảm mọi người dành cho mình, mang đến những gì tốt đẹp cho xã hội. Harry cảm ơn mẹ đã đến và vô cùng cảm động trước tình cảm mà bà dành cho mình. Nữ ca sĩ bất ngờ khi mẹ chồng bí mật đến dự event của mình. Cô bật khóc trước tình cảm chân thành của mẹ chồng. Nhiều người ghen tị với Harry Won vì có mẹ chồng quá đổi tuyệt vời. Chị Ri rất xứng đáng được mẹ chồng yêu thương. Một người con dâu hiếu thảo, giỏi giang, xinh đẹp, dễ thương, em chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mừng chị Harry vì có một người chồng tốt. Hiếm có mẹ chồng như vậy lắm, hãy trân trọng chị nhé. Chúc em mãi thành công, sự chân thành rồi sẽ có đền đáp, mãi yêu. Trước đó, Harry Won bị ghim nhiều lần vì vắng mặt trong những dịp quan trọng của gia đình. Cách đây không lâu, Trấn Thành tổ chức tiệc sinh nhật bên bạn bè nhưng Harry Won lại vắng mặt. Rất nhiều người tò mò về sự vắng mặt của Harry. Trấn Thành cũng tiết lộ lý do Harry không có mặt trong bữa tiệc sinh nhật này của anh. Trước đó, sinh nhật mẹ chồng năm ngoái, Harry cũng vắng mặt. Trấn Thành sau đó đã phải giải thích giùm vợ. Một chi tiết khác khiến mọi người chú ý là trên trang cá nhân, Harry Won cũng hay đăng ảnh chụp cùng mẹ ruột, tuy nhiên chưa bao giờ đăng ảnh bố mẹ chồng. Những bức ảnh chụp cùng mẹ ruột được Harry Won thoải mái chia sẻ. Nhiều người cho rằng Harry Won bớt thăm công tiếc việc nên quan tâm tới gia đình hơn, đặc biệt là nhà chồng. Tuy nhiên hiện tại khi biết mẹ chồng cũng yêu quý cô thế này thì chắc chắn nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ. Ngọc Lan được người đàn ông bí ẩn tặng hoa sau 3 tháng công khai ly hôn thanh bình. Ngọc Lan hào hứng khoe lẵng hoa to được ai đó gửi đến. Kiều nữ tỏ ra hạnh phúc với món quà xinh xắn đến từ một người chưa rõ họ tên. Sau thông báo ly hôn thanh bình vào tháng 11, 2019, Ngọc Lan đang tích cực quay trở lại công việc. Cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội với tâm thế tích cực, giàu năng lượng. Nữ diễn viên cùng chồng cũ thay phiên chăm sóc cậu con trai duy nhất và luôn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp khi nói về đối phương. Mặc dù được fan nhiệt tình tác hợp quay trở lại, nhưng Ngọc Lan khẳng định duyên vợ chồng giữa cô và Thanh Bình đã chấm hết. Cho đến mới đây trên trang cá nhân, kiều nữ hân hoan khoe lẵng hoa to được ai đó gửi tặng. Cô tỏ ra hạnh phúc với món quà xinh xắn đến từ một người chưa rõ họ tên. Cầu được ước thấy mà thiệp không có ghi tên, nên không biết ai tặng để yêu luôn, chỉ chúc mình vui vẻ thôi. Mình ngoan lắm, nghe lời lắm, nên mình hứa sẽ vui vẻ hết ngày này hôm nay nha. Trả lời bình luận từ một vài người bạn, nữ diễn viên bán chồng cũng tò mò về danh tính người âm thầm tặng lẵng hoa xinh xắn. Sau đó dân mạng đồng loạt gọi tên một người rất thân thuộc với Ngọc Lan, anh Thanh Bình đó chị. Thanh Bình chứ ai, vui nguyên năm luôn đi bạn Lan. Thanh Bình tặng chị đó, không ai ngoài anh Bình đâu chị ơi, chỉ có người trong cuộc mới biết mình thích hoa gì thôi. Cộng đồng mạng đồn đoán Thanh Bình là người bí mật gửi lẵng hoa cho Ngọc Lan. Tuy nhiên, kiều nữ hiện vẫn im lặng trước những lời suy đoán. Người hâm mộ vẫn luôn nuôi hy vọng về ngày tái hợp của cặp đôi đình đám một thời.
Choáng với ý thức giữa bão dịch ở Hàn Quốc, tổ chức cưới tập thể, cô dâu nhất quyết không đeo khẩu trang vì để mọi người còn nhìn thấy mặt. Trong lúc Hàn Quốc gia tăng chóng mặt về lượng người nhiễm COVID-19, thì nhiều người dân nước này vẫn mặc kệ những nguy cơ lây lan. Hàn Quốc chính thức trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới và chỉ đứng sau Trung Quốc. Sau khi bùng phát dịch, tại quốc gia này, số ca nhiễm tăng chóng mặt với hơn 3.700 ca nhiễm, 21 ca đã tử vong. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đẩy mạnh kêu gọi người dân nâng cao ý thức, bảo vệ bản thân, song có vẻ như những nỗ lực của chính quyền chưa được hồi đáp. Cùng nhau hô to khẩu hiệu trong đám cưới tập thể, sau vụ bệnh nhân số 31 trường hợp siêu lây nhiễm khiến truyền thông nước này liên tục tìm hiểu và đăng tin, thì mới đây một đám cưới tập thể được tổ chức đã khiến cho tất cả phải lắc đầu. Câu chuyện càng trở nên tâm điểm gây tranh cãi khi người trong cuộc có những phát ngôn hồn nhiên đến đáng sợ. Theo VTV, đám cưới tập thể được tổ chức tại quận Gyeongbokgung, Tây Bắc Seoul, cách thủ đô Seoul khoảng 50 km, vì quá vui trong ngày trọng đại mà các cặp đôi quên mất dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội với nguy cơ lây lan mạnh. Quan sát cho thấy hàng nghìn cặp đôi không mang khẩu trang, họ còn cùng nhau hô to các khẩu hiệu trong tiệc cưới tập thể. Họ ngồi sát nhau không có đến 1 mm khoảng cách, khiến ai nhìn thấy cũng tràn đầy sự lo ngại, nhưng cô dâu chú rể tại đây lại không thấy thế. Trong lúc nhà nhà khẩn trương phòng chống dịch thì cô dâu cũng mặc kệ, chả cần khẩu trang vì muốn mọi người thấy mặt. Tôi đi ra ngoài nhiều và cũng chú ý rửa tay đeo khẩu trang, nhưng hôm nay tôi không đeo vì để mọi người còn nhìn thấy mặt, một cô dâu cười tươi chia sẻ. Trong khi hàng loạt sự kiện âm nhạc lớn bị hủy bỏ để phòng ngừa dịch bệnh thì bỗng đâu, một đám cưới tập thể được tổ chức phớt lờ tất cả lời kêu gọi của chính quyền, khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc về hai chữ ý thức. Trúc Nhân khoe ảnh gầy nhom thời sinh viên, Thu Minh cà khịa cực gắt. Tự tin khoe ảnh thời sinh viên từ 10 năm trước, Trúc Nhân khiến dân tình được fan cười ra nước mắt. Trúc Nhân được biết đến là một trong những ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay. Không chỉ nổi tiếng về tài năng, anh chàng còn được xem là vựa muối với độ mặn mòi và xéo sắc không ai bằng. Giọng ca sáng mắt chưa gần đây lại khiến dân tình cười không ngậm được mồm khi tự tin khoe ảnh gì mình, sức mạnh của dậy thì và tăng cân quả thật đáng gờm. Trúc Nhân thời nay đẹp trai người người, vậy khi chưa dậy thì sao? Trúc Nhân khoe ảnh sinh viên từ 10 năm trước. Theo đó, trên trang cá nhân, Trúc Nhân đăng nhận tấm ảnh khi còn là sinh viên năm 2. Thời 10 năm trước, hóa ra Trúc Nhân cũng không thoát khỏi lời nguyền chưa dậy thì. Dáng vẻ gầy gò ốm yếu lại thêm làn da đen nhẽm cùng quả đầu của Trúc Nhân khiến dân tình phải giật mình. Không chỉ vậy, anh chàng cũng khoe tài năng âm nhạc đã sớm được phát hiện từ thời sinh viên khi tự tin lên sân khấu hát. Hình ảnh gầy cơm của Trúc Nhân thời sinh viên khiến dân tình giật mình. Chia sẻ về lý do tự nhiên khoe ảnh, anh chàng cho biết: "Thật ra, Nhân úp tấm hình này lên vì Nhân đang rất buồn. Khoa mỹ thuật của Nhân học lúc trước đã bị đập bỏ và tháo dỡ hoàn toàn. Bao nhiêu kỷ niệm và ký ức đẹp hay xấu giờ chỉ còn lại trong tưởng tượng của Nhân. Nơi đây đã ảnh hưởng không ít đến những giai đoạn phát triển trong cuộc đời của Nhân. Xin tạm biệt những gì thân thương nhất. Hôm nay Nhân sẽ uống thật say." Dù lý do buồn nhưng Trúc Nhân thời còn phèn vẫn khiến dân tình khó mà nhịn nổi cười. Thu Minh lên tiếng cà khịa. Bức ảnh tự dìm hàng của Trúc Nhân không chỉ thu hút cộng đồng mạng mà giới nghệ sĩ cũng thi nhau giật mình. Thu Minh ngay khi thấy được tấm ảnh cậu học trò tự tin thể hiện trên sân khấu thời sinh viên đã lên tiếng cà khịa cực gắt. Dưới phần bình luận, cô giáo Thu Minh đáp trả những thẳng thừng từ chối sẽ lựa chọn Trúc Nhân nếu giọng hát Việt được tổ chức vào thời 10 năm trước. Thu Minh viết: "Ôi trời, tao mà gặp mày lúc này còn khuya tao mới nhấn nút nha." Cô giáo còn khẳng định thêm sẽ trả hàng liền tay dù có lỡ chọn trong vòng giấu mặt vì không được nhìn thấy mặt thí sinh. Dân tình lại thêm một phen cười ra nước mắt trước sự lầy lội của cả hai thầy trò. Thu Minh cũng phải giật mình vì tấm ảnh của học trò. Tuy nhiên nói gì nói, đó cũng chỉ là những tấm ảnh của 10 năm trước. Giờ đây giọng ca sáng mắt chưa, vậy thì quá thành công. Sức mạnh của tăng cân đôi khi khiến người ta đẹp thêm cả bội phần ấy chứ. Thúy Diễm nhớ Lương Thế Thành đến mất ngủ khi đi quay xa. Hôm nay ngủ không được, 5 giờ sáng mắt mở thao láo lên rồi, bỗng nhiên nhớ chồng quá là nhớ, Thúy Diễm chia sẻ trên trang cá nhân. Lương Thế Thành Thúy Diễm là một trong những cặp đôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Kể từ sau khi con trai đầu lòng chào đời, công chúng lại càng ngưỡng mộ hơn về độ hạnh phúc của gia đình nổi tiếng này. Sau khoảng 1 năm rưỡi, kể từ ngày sinh con và ở nhà chăm sóc đến khi bé cứng cáp, mới đây Thúy Diễm đã chính thức quay trở lại công việc diễn xuất với dự án Cát Đỏ đóng cùng Võ Cảnh. Thúy Diễm nhớ chồng Lương Thế Thành đến mất ngủ. Trong những ngày đi quay xa thành phố,
Xa chồng và con trai, Thúy Diễm vừa đăng tải một bức ảnh với Lương Thế Thành kèm cáp trên đầy tình cảm. Hôm nay ngủ không được, 5 giờ sáng mắt mở thao láo lên rồi, bỗng nhiên nhớ chồng quá là nhớ. Theo ổng đúng 4 năm rồi, lôi hình hồi sắp cưới ra xem, bỗng thấy giờ hai đứa trưởng thành hơn hẳn. Chắc tại có thằng chó con, anh ơi chờ em về nhà nhé, gà trống chăm con bữa giờ một mình tội nghiệp, mệt lắm phải không? Y như lời hứa hồi xưa dụ tôi là để anh lo hết rồi hen. Hết phim này cả nhà ba người mình đi du lịch chụp hình đẹp bù lại hai chồng, yêu ông xã. Bài đăng của Thúy Diễm, tạo hình Thúy Diễm trong phim mới. Thúy Diễm nói về chuyện sinh nở con cái. Trước đó, trước khi trở lại với phim ảnh như dự án hiện tại, trong một buổi phỏng vấn cùng Giang, Thúy Diễm đã chia sẻ về áp lực hậu sinh nở. Lúc vừa sinh em bé xong, Diễm cảm thấy rất mệt và stress khi cơ thể lên ký quá nhiều. Nhưng sau đó khi mọi thứ trở về với quỹ đạo, mình đã có thể ốm lại để tiếp tục công việc. Rồi bỗng sung lắm hỏi, chồng ơi chồng, hay mình làm ba bốn đứa luôn cho vui cửa vui nhà. Mà đôi khi con quấy quá lại suy nghĩ thôi, chắc hai đứa được rồi. Nói tóm lại, Diễm nghĩ con cái là trời cho, thành ra cứ để tự nhiên. Nếu ông trời thương, cho hai ba đứa thì hai vợ chồng vẫn sẵn sàng đón nhận. Khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai chào đón thành viên mới. Qua những chia sẻ mới nhất cũng như cách trả lời phỏng vấn có thể thấy, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang trong giai đoạn vô cùng mặn nồng. Mong rằng đôi vợ chồng trẻ này sẽ mãi ngọt ngào như thế.